Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả kiểm tra tại 9 chi nhánh của công ty cổ phần tập đoàn tài chính F88, gọi tắt là F88. Theo đó, ngày 8 tháng 4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hoạt động của 9 chi nhánh F88 đóng trên địa bàn tỉnh này. Trong số này có 6 chi nhánh đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ, 3 chi nhánh không đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ mà liên kết với các gói vay tín chấp và nhận ký gửi của ngân hàng. Thời điểm kiểm tra, tại 9 chi nhánh có hơn 1.700 hợp đồng vay cầm cố tài sản và hơn 1.000 hợp đồng ký gửi tài sản. Lãi suất được các chi nhánh F88 tính 1,1% trong một tháng x giá trị khoản vay. Ngoài ra, người vay phải trả các khoản phí khác như phí thẩm định 1,4% trong một tháng x giá trị khoản vay hợp đồng, phí quản lý tài sản từ 2,9% đến 5% một tháng x dư nợ gốc còn lại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 5 chi nhánh F88 trên địa bàn huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn có nhiều sai phạm, chẳng hạn như lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an, báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian, không đầy đủ, không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định. Với các vi phạm nêu trên của các chi nhánh F88, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.